Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tổng Trọng sẵn sàng cho mất triệu tỷ vụ Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để cứu Lê Minh Hưng. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan là một vụ án tham nhũng lũng đoạn lớn chưa từng thấy và đã gây ra các hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trong tư cách là cổ đông nắm giữ cổ phần tuyệt đối, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng rút ruột của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tới hơn 100 triệu tỷ đồng. Đây là vụ lừa đảo có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án này đã để lại hậu quả cho nền kinh tế Việt Nam vô cùng to lớn, có ảnh hưởng xã hội hết sức nghiêm trọng. Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng, là người được cho rằng phải chịu trách nhiệm. Vụ án Vạn Thịnh Phát cũng đạt những kỷ lục về số tiền hối lộ cho một cá nhân lớn nhất trong lịch sử tố tụng của Việt Nam, với cáo buộc Ngân hàng SCB đã hối lộ tới 5,2 triệu đô la cho riêng bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ, do Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò chính trong việc thanh tra Ngân hàng SCB. Ngoài ra, 18 trên 18 thành viên của đoàn thanh tra này tất cả đều nhận hối lộ với số tiền cao nhất là 40.000 đô la, ít nhất là 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hối lộ với mục đích để đoàn thanh tra bao che và không xử lý theo quy định đối với những vi phạm trầm trọng của Ngân hàng SCB ở thời điểm đó. Một câu hỏi đặt ra là tại sao các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tất cả đều do bà Trương Mỹ Lan nắm giữ với số cổ đông phần lớn, nhờ người đứng tên, diễn ra trong thời gian rất dài, không bị phát hiện và xử lý kịp thời. Công luận thấy rằng lẽ ra khi tử tù Dương Chí Dũng khai trước tòa vào năm 2012 rằng đã đưa tới 1 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan cho Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thì Bộ Công an phải điều tra ngay lập tức Vạn Thịnh Phát. Tiếc rằng trưởng ban nội chính trung ương lúc đó là Nguyễn Bá Thanh sau đó đã qua đời vì mắc bệnh lạ đột ngột, và vụ việc đã chìm xuồng không được nhắc tới nữa. Tờ Thời báo .d đã từng cho rằng để truy ra chùm cuối của đại án Vạn Thịnh Phát chỉ cần tóm cổ ba cựu thống đốc và đương kim thống đốc, đó là Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng. Đây là những người chịu trách nhiệm chính trong vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB đã xảy ra. Trong đó, cựu thống đốc Lê Minh Hưng là đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất bởi các lý do như sau. Thứ nhất, ông Lê Minh Hưng từng có thời gian công tác tại Tổng cục Tình báo, tức là Tổng cục 5 của Bộ Công an, được biệt phái sang vụ quan hệ quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước. Lê Minh Hưng làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào năm 2016, sau Đại hội 12, là thời điểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đang ăn nên làm ra. Thứ hai, theo cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, người có tổng tài sản gồm tiền của ngân hàng và cổ phiếu đến tới 4.000 tỷ đồng, bị kỷ luật trong Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 từng phân bua rằng anh ta làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan. Thứ ba, theo nhà báo Trần Đông A, trong bài viết Trung ương 7, những dấu hiệu tàn cuộc đăng trên trang VOA của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 5 tiết lộ như sau. Sau đợt giật đổ domino hổ mẫu ngoạt, cú phản đòn tiếp theo trước thềm Trung ương 7 là đơn tố cáo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, cánh tay phải thứ hai của Tổng Bí thư sau khi ngoạt rớt đài. Tội trạng của Hưng là lá đơn được tập thể cán bộ Ngân hàng Nhà nước đứng tên, cho thấy sự lũng đoạn của nhóm lợi ích được phe Tổng Bí thư chống lưng, có sức tàn phá nền kinh tế nói chung và hệ thống các ngân hàng cả trong lẫn ngoài nước rất ghê gớm như thế nào. Thứ tư, ông Lê Minh Hưng là con trai ông Lê Minh Hương, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, theo giới thạo tin tiết lộ như sau. Bố của Lê Minh Hưng mất năm 2004, 67 tuổi, đang là Ủy viên Bộ Chính trị. Trùng hợp là lúc Trung ương đang truy trách nhiệm của ông Lê Minh Hương trong vụ án Năm Cam, thì ông Hương đột ngột qua đời một cách bất thường. Càng trùng hợp hơn là cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương là dân quốc Hương Sơn, Hà Tĩnh, cùng quê với ông Trương Tấn Sang. Đến đây thì ván cờ đã dần lộ rõ là tại sao Lê Minh Hưng không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án liên quan đến SCB, Vạn Thịnh Phát và Trương Muội. Có cả một thế lực ngầm cánh Hà Tĩnh đồng hương đứng phía sau, như Trương Tấn Sang, có thể là Trương Huy Sàn chấm lưng, lại là con gà cưng của ông Trọng, thì ai mà dám đòi truy cứu trách nhiệm của Lê Minh Hưng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trên trang mạng xã hội có rất nhiều ý kiến cho rằng
việc Bộ Chính trị cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn, theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư Trọng, với mục đích là để cứu Lê Minh Hưng, một thái tử đỏ được ông Trọng tin tưởng. Đó là lý do người ta cho rằng Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng chịu mất số tiền hơn 100 triệu tỷ đồng bị Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để mà cứu Lê Minh Hưng, vì nếu để bung bét ra thì chết cả buồng. Cũng phải xin nhắc lại rằng những thông tin vừa kể trên tờ Thời báo chấm đê chưa có điều kiện kiểm chứng chi tiết, nhưng có thể tìm hiểu thêm để biết thêm nội tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao Tổng Trọng sẵn sàng mất 100 triệu tỷ Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt để mà cứu Lê Minh Hưng. Sự thăng tiến bất thường của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, những kẻ bất lương giúp sức là ai? Vào ngày 27 tháng 11, một bản tin của tờ Việt Nam Express với tiêu đề Hà Nội đề xuất không sát nhập quận Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết lý do không sát nhập quận Hoàn Kiếm là sát nhập quận Hoàn Kiếm sẽ ảnh hưởng quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đời của Thăng Long, Hà Nội và kinh tế xã hội của thành phố, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Được biết, sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà trình Quốc hội dự thảo sắp xếp lại đơn vị hành chính trên cơ sở sát nhập các cấp hành chính, kể cả cấp phường, xã theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì quận, huyện và tương đương phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người trở lên. Quận Hoàn Kiếm thừa đủ tiêu chuẩn về dân số nhưng diện tích thì chỉ đạt có 5,3 km2, bằng có 15% diện tích theo quy định. Dù vậy, lãnh đạo Hà Nội vẫn cho rằng không nên sát nhập quận Hoàn Kiếm vì các lý do khác nhau. Trong Starsuit chuyện chạy chức, trên trang Facebook cá nhân, cựu đại tá nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng đưa ra đánh giá rằng chủ trương sát nhập các địa bàn hành chính là hết sức máy móc. Chủ trương này thể hiện năng lực, trình độ cũng như đạo đức của bà Trà. Đồng thời, tác giả cũng đặt vấn đề về sự thăng tiến đầy nghi vấn của bà Phạm Thị Thanh Trà với sự tiếp sức của những kẻ bất lương trong Đảng Cộng sản. Tác giả đề cập đến vụ đảng viên, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 đã vào cơ quan tỉnh ủy Yên Bái dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Vụ việc đó đã tạo ra cơn địa chấn làm lung lay, rạn nứt niềm tin của người dân vào Đảng Cộng sản cầm quyền. Đồng thời, vụ này cũng bộc lộ ra sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của Đảng bộ Yên Bái mà bà Trà trong vai trò là ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái phải chịu một phần trách nhiệm. Vậy mà bà Trà không những vô can mà lại còn được thăng chức lên ghế bí thư tỉnh ủy Yên Bái từ vị trí phó bí thư với bao nhiêu những bê bối về tham nhũng cũng như quan hệ tình cảm bất chính. Để rồi, tại đại hội 13, bà Trà đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, rồi sau đó chỉ 6 tháng ngồi chiếc ghế thứ trưởng đã leo tót lên ghế bộ trưởng Bộ Nội vụ đầy quyền lực. Phó chủ tịch tỉnh Yên Bái trong cuộc họp về vụ sát hại bí thư chủ tịch hội đồng Yên Bái vào tháng 8 năm 2016. Theo nhà báo Phạm Đình Trọng chia sẻ, chỉ có quyền năng chạy chức thần thánh mới có thể chạy chức cho một phó bí thư tỉnh ủy, quản lý cả đảng viên đảng bộ địa phương, một đảng bộ cấp tỉnh để đổ vỡ thảm hại, lại được giao cho quản lý bộ máy chính quyền cả nước. Liên quan đến sự thăng tiến bất thường đầy nghi vấn của bà Phạm Thị Thanh Trà, theo giới thạo tin chắc chắn phải có bàn tay giúp đỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12 vào năm 2016 và Đại hội 13 vào năm 2021, dư luận cho rằng bà Trà là một phụ nữ thuộc diện điếu thủy ủy ban, từ để chỉ những người phụ nữ dùng sắc đẹp để quyến rũ các ông anh có quyền lực để bản thân kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến. Trang chân dung quyền lực tiết lộ khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà Trà đã lọt vào mắt xanh của ông Tô Hy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên bà Trà đã thăng tiến nhanh như tên lửa. Do đó, kể cả việc bà Trà là chị gái của một nhân vật đỉnh đám, ông Phạm Sĩ Quý, một kẻ tham nhũng cộm cán và đầy danh tiếng, vậy mà ông Quý vẫn an toàn, không hề bị kỷ luật. Biệt phủ của người cho rằng là trùm tham nhũng Phạm Sĩ Quý, em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà.
Giới chuyên gia đánh giá bà Phạm Thị Thanh Trà trình độ yếu kém, không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó là lý do vì sao các quyết sách hay chủ trương của Bộ Nội vụ do bà Trà đưa ra luôn là bản sao các ý kiến của ông Tổng Bí thư Trọng. Cụ thể, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu cán bộ thấy có khuyết điểm từ chức thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không mất hết các chức vụ. Lập tức sau đó vào ngày 9 tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất cán bộ công chức bị kỷ luật nếu tự nguyện tinh giản biên chế thì sẽ không bị kỷ luật. Công luận đặt ra câu hỏi rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm. Vậy việc bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến tột bậc bởi sự bảo kê của ai đó thì ông Tổng Bí thư sẽ trả lời ra sao với người dân cả nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà, những kẻ bất lương giúp sức là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.